Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo trên kênh Miền Núi Tây Bắc của Lượng. Hiện tại Lượng đang có mặt tại chợ trung tâm huyện Sapa, tỉnh Lào Cai các bạn ạ. Chợ này đây thì có rất là nhiều những cái mặt hàng đặc sản và những cái mặt hàng dược liệu quý từ núi rừng thiên nhiên. Bây giờ Lượng sẽ mời các bạn cùng Lượng khám phá cái chợ nơi đây nhá. Wow, bên này họ bán khá là nhiều những cái mặt hàng thịt trâu sấy này các bạn ạ. Thịt trâu sấy này, thịt lợn các bếp này. Đặc sản Tây Bắc có rất là nhiều. Và những cái trái tương ớt này, và sườn nữa, các bạn đều thấy đây nha. Cái đây, thịt ba chỉ lợn các bếp đây. Rất là ngon. Ở khu này hầu như là Lượng thấy họ bán những cái mặt hàng thịt lợn gác bếp và thịt trâu gác bếp rất là nhiều. Ở bên này họ cũng bán những cái mặt hàng thịt lợn gác bếp và thịt trâu gác bếp này, hạt rẻ này, rất là nhiều các bạn ạ. Đây này, thịt ba chỉ lợn gác bếp và thịt trâu gác bếp. Cháu chào cô nhé. Đi vào trong này thì Lượng thấy họ có một ít đồ rừng để bán này. Đây thì có một số củ sâm đá này và củ ba kích này các bạn ạ. Đây, cái này thì đa số là họ đào trên rừng già về thôi. Đây, củ sâm đá này mang về ngâm rượu nhá. Cái này rất là tốt luôn, mát gan này. Đó. Điều hòa huyết áp này. Đây những củ ba kích này, dùng để bổ thận tráng dương các bạn ạ. Ba kích tím họ đào trên rừng về. Còn đây là có những cái cây xương khớp này và cái cây mật gấu. Wow, toàn là món ngon này, cá sông này, gà bản này, gà đen này các bạn ạ. Ở đây thì họ có cả thắng phố luôn nhé. Hiện tại thì Lượng di chuyển tiếp ra khu vực này thì khu vực họ bán những cái mặt hàng nông sản họ trồng được nhá. Đây họ bán khá là nhiều rau củ quả, rau cải, rất là nhiều luôn. Cái này thì đa số là họ trồng được, xong là họ mang ra chợ bán. Các bạn ở đây là đa số là người Mông đen thôi nhá. Và một số những cái loại giống rau ở trên rừng. Đây có bà cô thì bán một số rau cải, hoa cải và cả rau dớn rừng này các bạn ạ. Cái này thì họ lên rừng họ nhặt về. Đấy, một trong những cái đặc sản ở vùng cao nhé. Ở góc này thì đa số là bà con họ bán những cái mặt hàng nông sản họ trồng được và những cái nông sản họ hái trên rừng về thôi các bạn ạ. Wow, đây toàn là rau dỡn rồi, chào em gái nhá. Mình hái được nhiều rau dỡn nhỉ. Này em hái trên rừng về à? À, ui, ngon thế các bạn ơi, nhìn thấy này. Đấy, rau rừng rất là ngon luôn này. Hiện tại thì Lượng vẫn đang đứng ở khu vực họ bán rau, củ quả, mặt hàng nông sản. Bây giờ Lượng sẽ di chuyển tiếp vào khu vực bên trong kia nhé. Khu vực bên trong kia thì rất là nhiều những mặt hàng đặc sản vùng cao. Họ được bày bán ở dọc theo tuyến đường này.
ngay bên cạnh tay trái Lượng đây thì thấy họ cũng bán khá là nhiều những cái đặc sản ở vùng cao này. Trong bàn Lượng đây có rổ khoai sâm này, cái này ăn rất là mát nhé, cái này bóc ăn trực tiếp luôn này, ăn sống. Đây họ có chuối hột này, táo đỏ này, cả sơn mật này, thịt trâu thì Lượng gạo bếp. Và đặc biệt ở đây có rất là nhiều những cái hạt rẻ rừng nhé các bạn ạ. Hạt rẻ họ bán khá là nhiều luôn này. Hạt rẻ này thì đa số là bà con ở trên đây thì họ đi lên rừng, họ hái được, xong rồi mang ra chợ bán cho những bà cô ở đây. Đây thì vẫn có những cái củ sâm khoai này, táo mèo này, táo mèo khô này, họ phơi khô. Ở khu vực ngoài này là khu vực họ bán rất là nhiều những cái đặc sản ở vùng cao. Ngay trước mặt Lượng đây là có vài bó măng trúc rừng này. Đấy, cái này thì bà con họ cũng hái trên rừng về, xong mang ra chợ bán cho các bạn ạ. Đây, các bạn này thấy này. Cái này mang về luộc ăn, sao ăn được hết các bạn ạ. Ở đây thì những cái mặt hàng đặc sản khô này, thịt trâu gác bếp này. Rất là nhiều. Và tiếp vào trong khu vực này là khu vực họ bán những cái đồ ngâm rượu nhé. Đây thì họ có những cái củ ba kích này, đấy, củ mũ tân này, ngọc cẩu này, đồ bổ thận tráng dương các bạn ạ, rất là nhiều. Đây này, đây là cái củ ba kích tím này, này mang về ngâm rượu, bổ thận tráng dương rất là tốt nhá. Ai có nhu cầu mua về ngâm rượu ấy thì mua cái này về xong là phải tách cái lõi nó vứt đi nhá các bạn ạ, không cái lõi nó sẽ có tác dụng phụ. Cái này thì bà con họ đào trên rừng về. Còn đây là những cái củ mũ tân này, cũng là một cái dược liệu dùng để bổ thận tráng dương nhá. Cái này mang về cũng để ngâm rượu hoặc là đun nước uống. Này với ba kích ngâm với nhau được hết nhé các bạn ạ. Đây những cái vỏ cây dùng để ăn trầu này. Bên này cũng là những cái củ ba kích tím này. Và bên này là những củ sâm cao đen này. Sâm cao đen họ cũng để bổ thận tráng dương nhá. Bên trong này thì Lượng thấy có một số sâm đá này, sâm cao đen rất là nhiều luôn các bạn vừa thấy này. Này thì đa số là họ đào ở trên cái dãy núi Hoàng Liên về thôi. Cái củ sâm đá rất là to nhé. Này sâm đá thì dùng để chữa những cái bệnh mát gan này và giải độc các bạn ạ. Các bạn có thể thấy củ này rất là to luôn này. Đấy. Có củ thì nó rơi vào tầm cân và áo củ nó chỉ tầm vài lạng, mà củ mấy củ mới được một cân cũng có nhé. Như cái củ này nó rơi vào tầm 8 lạng đến 1 cân các bạn ạ. Mà có củ có thể to hơn thì đừng thời điểm họ đào được. Và đây là củ sâm đất này, sâm đất này cũng là mát gan này, giải độc này và điều trị những cái bệnh dạ dày này. Đây là sâm xuyên đá này, sâm xuyên đá thì cũng là một cái vị để bổ thận tráng dương rất là tốt này. Dê mũ tân hải ô này. Ở bên này thì Lượng thấy họ bán một số những cái củ ba kích tím này dùng để bổ thận tráng dương các bạn ạ. Đây, Lượng sẽ quay cận cảnh những củ ba kích để cho các bạn xem này. Đấy, rất là tốt luôn này, rất là đẹp nha các bạn ạ. Cái này thì mang về ngâm rượu rất tốt cho bác nào bị yếu nhá. Và ở bên trên này thì họ cũng có khá là nhiều những cái mặt hàng đặc sản để bán này. Đây để Lượng xem họ có gì nào. Họ có những cái lọ chằm chéo này, thịt trâu gác bếp này. Và họ cũng bán sâm đá nhá. Tuy nhiên thì cái sâm đá bên này thì nó sẽ nhỏ hơn. Ngay trước mặt Lượng đây thì Lượng thấy những bà cô người Hơm Mông họ đang ngồi bán những cái đồ thổ cẩm và họ dặn họ đang ngồi thêu những cái đồ thổ cẩm của đồng bào người Hơm Mông ở trên này nhé. Đây thì họ đang thêu những họa tiết để làm váy này, họa tiết hoa văn. Đây thì vải thì họ dệt từ cây lanh thôi các bạn ạ. Ở đây họ đang bán cây thuốc, như đây là cây thuốc chữa xương khớp. Cháu chào cô nhá, chào chú nhá. Cháu hỏi đây là cái cây gì đây ạ? Cây thuốc. Thuốc à? Thuốc chữa bệnh gì đẹp bà? Chữa bệnh đau lưng đau xương. À, đau lưng đau xương ạ. Cái này thì mình về ngâm rượu à? Ngâm rượu đấy. À, cái này về ngâm rượu này. Ngâm rượu uống như thế. Ngâm rượu như thế. Như cái chai bên đấy đấy ạ? Cháu xem tí. Cháu xem cái chai đây tí.
Cái này ngâm rượu để xóa bóp này các bạn ạ. Chữa bệnh xương khớp. Cái này thì họ lấy trên rừng về nhá. Ngoài trong rừng nó cháu rồi. Có đấy, to như màn này có đấy. Cái thúng này đấy, không phải rừng đấy. Cứ có đồi là có đúng không? Nó leo ở tảng đá. À, leo ở đá. À vâng. Hiện tại thì mình di chuyển vào khu vực này thấy họ bán khá là nhiều những mặt hàng đặc sản này. Đây là những cái quả chuối rừng này. Này là những cái củ hạt sủi ô này. Họ dùng để ngâm rượu này. Cái này thì có tác dụng là chữa những cái bệnh tóc bạc nha, rất là tốt luôn. Còn đây là tiếp tục là những cái củ sâm đá này. Đây thì họ có rất là nhiều dược liệu quý ở vùng cao này. À đây chết rồi. Xong mọi khi xe nó lên rồi bây giờ chưa đi đâu với điện đi nè. Ờ, nếu mà không ấy thì thôi. Đây củ sâm đông quy này họ có rất là nhiều này, cái này mang về ngâm rượu nhá, củ cũng rất là to luôn này các bạn ạ. Còn đây cũng là củ ba kích trắng này các bạn ạ, dùng để ngâm rượu bổ thận. Còn đây là những cái cây mật gấu này, mát gan. Còn đây là những cái bệnh cây thuốc chữa xương khớp này. Còn đây là củ mật gấu này. Đây cô ạ. Sâm nước quy còn nhiều không cô? Đây. Cân cháu 1 cân. Vâng. 1 cân nhỉ? Vâng. Cân có lấy cả lá không hay là không cháu không lấy lá đâu. À ôi thằng cháu mình giờ này đẹp trai thế. Lâu lắm không lên đây. Biết thằng nào làm dư tút kia. Không có ba kích tím mà cô. Ba kích tím thì lấy cô lấy cho. Với lại sâm cáu. Sâm cáu giờ. Mùa này có vẻ họ không đi đào hay sao ấy nhỉ? Thêm mấy cân thôi mà. Lấy nhiều sông cao không? Có này cái cô lấy của đi em chọn. Lấy này chọn cái này gì thế? Wow, đây mấy củ sâm đá này rất là tươi luôn này. Các bạn vừa thấy này, này họ vừa đào về này. Đấy, rất là to nhá. Đây, đây cái lá của nó này các bạn ạ. Đây thì họ có một số những cái thành phần những cái quả đặc sản ở vùng cao và họ có cái những cái lọ chằm chéo này. Đây là những cái cây mũ tuần này, bổ thận tráng dương này. Đấy. Chuối hột này. Đấy, táo mèo khô này, đấy, táo đỏ này. Còn đây là thịt trâu gác bếp này. Đấy. Chào cô nhá. Ở bên này thì họ cũng có rất là nhiều những cái mặt hàng đặc sản vùng cao để bán ở đây nhá. Những cái mặt hàng sâm ấy thì ở đây thì họ đi đào ở trên những cái dãy núi Hoàng Liên về. Em chào chị nhá. Chị cho em hỏi đây là cái củ gì đây nhỉ? Đinh lăng ạ. À? Củ to nhỉ. Mỗi củ này nặng tầm bao nhiêu cân đấy ạ? À, rất là to luôn. Mỗi củ tầm 4 cân cũng có đấy. Này mang về ngâm rượu rất là tốt luôn này. Này cũng phải rơi vào tầm mấy năm rồi. Đây là tiếp tục là cây mật gấu này. Đây là củ sâm đá này. Ui sâm đá này to thật. Này, củ nó phải tầm 1 cân đấy nhá. Wow, bên này còn củ sâm đá này to hơn cơ. Này. Đấy, củ tầm 1 cân đấy các bạn vừa thấy này. Wow, ở đây thì họ có rất là nhiều nấm linh chi họ phơi nắng ở ngoài này này. Cái này thì bà con họ vừa hái ở trên rừng về. Nó vẫn còn tươi nhá. Phải phơi khô thì mới bảo quản được lâu. Còn đây thì họ cũng có rất là nhiều những cái củ sâm đá này để bán này. Và bên này lượng thấy họ có cả cái hoa địa lan bán này. Rất là đẹp nha, cái này mang về cắm. Wow. Vào đây thì còn thấy có cả cái chào chị nhá. Còn đây là cái đẳng sâm này. Đẳng sâm mua cho chị đi mấy cân mua đi. À vâng. Ôi đẳng sâm này. Thơm nhỉ. Cái này họ đào về lâu chưa chị? Đào ở trên rừng mới có. Cái này là người Mông ở trên này đi đào xong bán cho chị đấy. Ôi wow, rất là nhiều luôn. Chào anh nhá. Đây là củ đẳng sâm và củ tam thất này.
Ở đây thì họ có những cái mặt hàng sâm cau đây. Đấy, dùng để bổ thận tráng dương nhá. Cái này mang về ngâm rượu này các bạn ạ. Những củ sâm cau thì bà con cũng đào trên rừng về này. Củ rất là đẹp nhá. Còn đây là những cái củ sâm đương quy. Cũng rất là đẹp luôn. Đây là bà kích trắng. Cũng bổ thận tráng dương. Còn đây là những cái thuốc để chữa bệnh xương khớp này. Ồ, đây có củ sâm đất này. To thật. Ở đây là sâm đương quy. Và bên này thì có những cái cây thất diệp nhất chi hoa này. Họ hay gọi là thảm thân rừng hoặc là cây bảy lá một hoa đấy các bạn ạ. Và tiếp tục ở bên này thì lượng thấy họ bán khá là nhiều những cái mặt hàng dao mèo nhá. Dao mèo đây thì đa số là họ rèn từ nhíp ô tô thôi. Những con dao mèo này rất là đẹp này. Chuôi bằng chuỗi đồng này. Đấy, họ làm cái khâu đồng. Này các bạn có thấy những con dao này, cắt xương này. Rất là đẹp luôn. Tất cả các loại dao mà đa số là họ tự rèn bằng thủ công thôi nhá. Bạn có thấy này. Wow, đẹp thật. Đây là những cái mặt hàng dao chặt này. Này thì họ cũng đánh từ nhíp ô tô nhá. Cái này thì mang về để chặt xương này. Cái này thì rất là tốt luôn nha các bạn ạ. Cháu chào bà nhá. Nay bán được nhiều dao chưa bà? Dao này thì nhà bà là tự rèn đấy hả bà? Cháu xem tí nhá. Đây các bạn có thể thấy này, những cái dao chặt đây. Cái này thì nó rơi vào tầm 1 cân đấy các bạn ạ. Nặng 1 cân. Rút ra cho xem cái này cái. Wow, đẹp thế. Cái này mang về dùng để trang trí hoặc là mang về sử dụng trong cuộc sống thường ngày vẫn là ok nhá. Cái này thì họ cũng đánh từ nhíp xe ô tô thôi. Cái mặt hàng là dao này rất là tốt này. Này thì đa số là họ rèn thủ công, họ tôi cũng thủ công luôn này các bạn ạ. Than củi nhá. Wow, di chuyển đến khu vực này thì lượng thấy họ có rất là nhiều những cái mặt hàng đặc sản này, sâm quy này, sâm đá này. Đây, những cái củ sâm đá này rất là to luôn này các bạn ơi, thấy này. Này mang về ngâm rượu. Củ này chắc là gần cân. Sâm quy này. Ở đây thì có sâm quy này, thì họ có tác dụng là cái này có tác dụng là điều trị thiếu máu này, suy nhược cơ thể này, điều trị phòng thấp đau xương này các bạn ạ. Và tăng cường sinh lực. Cái này thì có củ ba kích tím này, đây họ bán rất là nhiều này mà để bổ thận tráng dương. Củ hà thủ ô này. Đấy. Và củ tắc kè đá này. Tắc kè đá là chứa những đau xương khớp nhá, đau lưng. Này, an thần này, nấm linh chi này. Cái nấm linh chi này thì rất là to luôn này. Cái này thì bà con họ lên rừng họ hái về. Cái này là điều hòa tim mạch này, chữa suy tim này, phù tim này, van này. Đấy, rất là nhiều, các bạn có thể chống béo phì nữa này. Đấy, công dụng nó rất là nhiều luôn. Và đây là cây mật gấu này. Chữa bệnh gan. À, đây là một cây tuấn khẩn này. Đừng để bổ thận tráng dương nhá các bạn ạ. Đây cái tuấn khẩn đây. Và còn đây là cái mũ tần nhá, cũng là bổ thận tráng dương. Còn đây là cái đau xương. Còn đây là cái cây gọi là bòi vịt này. Ở trên này các bạn ạ. Dùng để tăng cường sinh lý cho đàn ông. Các bạn có thể thấy này. Đấy, cái này họ hái trên rừng rồi nha. Cái này dùng để ngâm rượu hoặc là đun. Và đây họ cũng có một ít chuối hột rừng này, nụ hoa tam thất này để bán này. Nụ hoa tam thất thì có tác dụng là an thần này, chữa bệnh mất ngủ này. Và đây có họ có cả ngọc cẩu này, atiso này và minh mạng thang nhá, dùng để bổ thận tráng dương. Tiếp đến khu vực này thì lượng thấy có họ bán một ít những cái mặt hàng mật ong này, sâm đất này, họ đào trên rừng về. Em chào chị nhá. Đang tết vải à chị. Đây thì đa số là họ ngồi bán hàng ấy, họ rảnh thì họ sẽ khâu đấy. May những họa tiết, hoa văn, quần áo của họ. Em chào chị nhé. Mật ong này mình lấy trên rừng về hả chị?
Mật ong này thì họ lên rừng họ thấy tổ ong họ lấy về này, mang nhà chợ bán. Rồi cái này thì có rất là nhiều nhộng này, cái này họ vắt được chai rồi. Cái này là củ sâm đất chị cũng đào về hả chị? Đào về. Này. Và tiếp vào khu vực bên trong này thì Lượng thấy họ bán khá là nhiều lan này và những cái cành hoa địa lan về để cắm vào bình để trang trí. Đây lan này thì họ lấy trên rừng rồi nha các bạn ạ, có thể thấy này. Thì điệp này, đùi gà này. Còn đây là lan hồ điệp này. Cái giống này thì nó sẽ không có lá nhé. Mùa này là đang là mùa ra hoa của các loại lan. Đây bên này thì có một số bó hoa địa lan nở hoa rất là đẹp, họ cắt thành từng bó một để cho những du khách lên đây chơi thì mua về để cắm ở những cái bình. Cái này thì nó rất được lâu nhá, có thể được tầm trên tuần mà chưa tàn. Đây các bạn có thể thấy ở góc này lan rất là đẹp này, nở hoa đẹp lắm. Ôi ở đây có cái chậu hoa địa lan này rất là đẹp này. Cái này thì có vẻ cũng hơi ít hoa thôi. Và bên ngoài kia thì họ rất nhiều những cái loại hoa để bán. Bây giờ Lượng xe di chuyển vào khu vực bên trong chợ. Đây thì họ bán khá là nhiều những cái mặt hàng đồ lưu niệm nha các bạn ạ. Và những cái mặt hàng đặc sản vùng cao. Wow, ở đây họ bán cả thớt luôn này. Những cái thớt miến rất là nhiều và những cái dao mèo. Dao mèo có khá là nhiều và những cái mặt hàng túi thổ cẩm này và quần áo thổ cẩm của đồng bào người H'mông. Đây có mấy đứa trẻ H'mông cùng mẹ đi chợ này. Ở đây thì họ có gian hàng họ trưng bày những cái dụng cụ nông cụ của đồng bào vùng cao. Đây là những cái khèn của đồng bào người H'mông nhá. Này thì sẽ không thổi được đâu, họ dùng để trang trí thôi. Và đây là có những cái đơm giỏ cá đấy. Này thì họ đan từ cái mây nhé. Tiếp tục vào khu vực bên trong này là khu vực họ bán những cái mặt hàng thuốc này và những cái mặt hàng đặc sản này. Bên trong này là những cái mặt hàng họ phơi khô nhé, không nhờ ngoài kia. Ngoài kia là những cái mặt hàng tươi. Đây thì họ có khá là nhiều cái thớt miến này. Và đặc sản vùng cao, măng này, thuốc chữa xương khớp này, nấm hương này, nấm bì chi. Vâng, cháu vừa mua. Cái đấy là cái gói giá, cái đấy là cái gói gì đây ạ? Gói thuốc bổ. À, thuốc bổ ạ. Đây họ có cả củ tam thất này, nụ hoa tam thất này. Tất cả các loại nha, bì chi, đường quy phơi khô và củ ba kích phơi khô nha, rất là nhiều. Vâng ạ, nấm linh, đây có cả nấm linh xanh này, rất là nhiều. Ở đây thì chắc phải tầm, wow, ở đây họ bán một số cái khèn nhạc cụ của người Mông và những cái sừng trâu dùng để làm vỏ dao nhé. Và đây là có những cái giỏ tôm là cái ông điếu làm từ cái quả bầu. Ở đây thì có vài đồng bạc để đánh cảm này và có mấy cái nanh lợn rừng, nhưng mà cái này có vẻ là không đẹp mấy. Dao này rất là nhiều, khèn khiếc các thứ.